Mời em trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì mời nhà trai chúng ta giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nha. Xin chào anh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Mình là tên là Nguyễn Quốc Hiếu, sinh năm 1971, 52 tuổi. Mình sinh sống tại Sài Gòn. Hiếu làm công việc gì? Mình theo nghề của truyền thống của gia đình là về sản xuất về giày da. Làm giày da rồi đó hả? Mình ở quận mấy? Hiếu ở quận 3. Mình ở với ai Hiếu? Hiện tại mình đang ở với ba mẹ. Rồi, mời nhà gái. Xin chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan. Xin chào gia đình nhà trai cùng nhà trai và tất cả các quý khán giả. Mình tên là Lã Thị Ánh Nga. Mình hiện đang làm việc và sinh sống ở Hồ Chí Minh. Mình hiện sống với bố mẹ. Mình làm công việc gì chị? Hiện mình đang quản lý nhóm nhận đơn hàng và xử lý đơn hàng. Wow, dạ. Phù hợp với Ngọc Lan quá trời luôn. Không biết là chị Nga sinh năm mấy ha, để cho nhà trai biết. Dạ, mình sinh năm 83. Hiếu ơi, tình hình là mình có ưu điểm gì và khuyết điểm gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Ưu điểm của Hiếu là sống rất là nhiệt tình, tình cảm, rất là đơn giản, nhưng mà không có cầu kỳ. Cái sự nhiệt tình của mình á, thì đôi khi nó cũng có hơi nhanh quá đó. Nó chuyển qua thành khuyết điểm. Là sao Hiếu? Làm gì cũng nhanh hết á. Nó quen rồi hay là do mình vì một mình hay sao đó, nó không có hình dung ra. Làm nhanh nhưng mà có làm ẩu không? Không á, công việc mình rất là kỹ. Dạ. Bây giờ nhà gái cho tôi biết điểm mạnh, điểm yếu đi. Dạ, về điểm mạnh của em á, thì em được mọi người nhận xét á, là em vui vẻ. Có lối sống và lối suy nghĩ tích cực lạc quan. Em cũng rất là kiên nhẫn và khi mà làm việc á, thì em cũng rất là chu đáo, rất là tỉ mỉ. Một phần nữa thì mọi người hay nói là em rất là có óc sáng tạo, rất là thích học hỏi, rồi rất là cố gắng để mà làm cho cái chuyện nó ngày càng tốt hơn, phát triển bản thân mình. Dạ. Rồi bây giờ Hiếu nói chút xíu về đường tình duyên Hiếu đi. Hiếu cách đây khoảng tầm năm 98-2000 có quen một mối tình thời học sinh, vì là cái cuộc sống hoàn cảnh không cho phép mình phải định cư. Cho nên Hiếu quyết định là chia tay. Lâu rồi đó, chia tay lâu rồi đó hả? Dạ. Là một mối tình đó thôi hả? Thì trong suốt thời gian đó thì cũng có, nhưng mà vì là không tìm được đối tượng phù hợp. Có những cái vì mình quá nhiệt tình và mình vào công việc quá đó, mình không lo cho bản thân mình. Cái mối tình nó dài không? Không, chỉ là 2 năm. Trời ơi, 71, 52 tuổi mà có cái mối tình sâu đậm vậy thôi đó hả? Hả? Trong khi tôi có vợ hai đứa con rồi nè, con mười mấy tuổi rồi đó, biết 14, 16 rồi đó. Yeah. Mà chưa có đứa nào hả? Rất thần tượng. Chưa hai. Chưa hai luôn? Chưa hai. 71 mà chưa có gia đình là cũng sai sao á? Có, nhiều khi cũng có phút chạnh lòng. Có gia đình hả? Không, ý là anh Linh, ý là có những lúc chạnh lòng. Thì vô tình là khi mà mình làm lên cái chương trình này á, là cái duyên, thực sự là rất là duyên luôn. Từ buổi tối giờ đến sáng đăng ký, rồi khi nhận được cái thông tin từ chương trình, rồi hẹn, nói chung là lúc đó mình hầu như mình đang cầm điện thoại không, cho nên không có bị gián đoạn. Do làm ăn quá không? Giờ lấy vợ giờ ổn định hết chưa? Thực sự thì có, cũng lâu rồi chứ không phải là không có ổn định. Thôi bằng tuổi tôi với ông coi an bề gia thất đi. Dạ. Lấy vợ đi ha. Dạ. Nhìn ông trẻ hơn tôi ông nội ơi, tôi mặt già quá. Tại chắc tôi có con cái mặt cái già hơn đúng không? Vô tư. Hiếu hay vô tư một chút. Hiếu vô tư. Nhưng không nữa. Vô tâm. Được, vậy là được, không có vô tâm nha. Chào em gái. Dạ. Nhà trai tôi dễ thương lắm. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về đường tình duyên của mình đi. Dạ, về đường tình duyên của em á, thì cũng trải qua 3 mối tình có kỷ niệm. Có kỷ niệm à? Thì chuyện tình đầu tiên á, thì cũng là thời đi học, sinh viên, tìm hiểu với nhau thì cũng tầm 1 năm hơn 2 năm. Thì thấy là không hợp lắm, tại mình thì hơi là dịu dàng một chút, còn bạn thì hơi cứng và hơi cọc tính một chút. Rồi, mối thứ hai. Dạ, mối thứ hai thì khi mà đi làm việc rồi thì lúc đầu cũng quen một anh, cũng kéo dài cũng tầm 5 năm. Ôi. Dạ, xong rồi sau đó thì cũng có một chút trục trặc, xong cũng không thành được. Một chút không có được, cái này chắc nhiều chút mới được, tại 5 năm nó dài lắm á. Dạ. Rồi, mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì bạn này cũng rất là được, cũng quan tâm, chia sẻ, chăm sóc. Nhưng mà cái nữa là bạn hơi lặp lặp quá. Khi mà bạn có việc rồi á, thì giống như bạn cũng không nhắn tin, không hỏi thăm, không gì hết. Bạn chuyên như tâm như công việc bạn quá, cái mình quên mình luôn. Còn vô tâm đó lên. Dạ đúng rồi, thì chắc là mối mấy năm? Dạ cũng khoảng tầm năm mấy, 2 năm thôi. Coi như bạn yêu không là 10 năm rồi đó.
Ba mối là 10 năm chưa chín lẻ tẻ nha. Mai bên đây kinh nghiệm nhiều hơn Hiếu. Dạ. Nào bây giờ qua coi nhà trai tôi được không? Bà mối qua coi chứ tôi thấy nhà trai tôi được lắm á, tuổi con heo là hiền lành dài. Dạ cảm ơn. Bây giờ là anh Hiếu mong muốn có một người đồng hành với mình như thế nào? Người vợ tương lai đó. Theo như Hiếu thì trước tiên là cái cảm xúc khi trực tiếp giao tiếp với nhau. Cái thứ hai nó là một người phụ nữ gia đình. Cái thứ ba là biết cảm thông và thấu hiểu, chia sẻ. Dạ. Đơn giản vậy thôi đó hả anh? Đơn giản thôi. Tụi con heo đơn giản lắm. Con heo tụi tôi là hiền lành chất phát. Đúng rồi đó. Nói chung là hơi vất vả ủi thấy không? Đúng rồi. Đó. Heo bị... bên kia cũng heo. Dạ, em cũng heo luôn. Heo luôn hả? Dạ, heo nhỏ. Heo nhỏ, heo lớn. Nói chung ba đứa mình đều là heo. Hiểu nhau. Ba người là sướng rồi, chỉ có một mình tôi là con trâu, tôi đi cài muốn chết luôn vậy đó. Cài như trâu. Ừ. Ăn như heo. Tôi thấy cảm giác có gì nó được được rồi đó. Đúng, hợp đó. Hợp rồi. Hợp rồi đó. Hỏi nhà gái, nhà gái thích đàn ông như thế nào nè? Dạ, thì tiêu chuẩn của em thì cũng heo với heo nên cảm thấy tốt tính là được. Dạ, không heo tốt tính lắm em. Dạ. Chỉ con cái nó ăn xong nó lo ngủ không thôi. Nhưng mà nói ngủ ban đêm nó thức dậy là nó cứ ủi, nó cũng làm dữ lắm. Dạ. Ủi cái gì? Nó có làm gì đâu, con heo nó không làm cái gì hết á. Sao không làm? Con heo nó không làm cái gì hết, nó chỉ ăn, nó ngủ, rồi nó chơi, nó khóa, rồi nó tắm. Con heo nó khổ tâm lắm. Khổ đúng tâm. Đúng rồi, nó lên. Rất là có khổ tâm. Có Ngọc Lan ơi. Đúng rồi. Tay trai luôn nè. Ờ. Anh Hiếu, anh Hiếu. Cái người phụ nữ có cái tính như thế nào là anh không thích? Nói nhiều. Không gọn gàng. Có những lúc mình cảm nó mất đi cái feeling á. Cái thứ ba đó là phải biết chính kiến. Phải mạnh mẽ và bản lĩnh. Được, cô đây được á. Tôi thấy nãy giờ tôi đánh giá cô này là được lắm á. Thôi bây giờ mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị gái ạ. Chị gái hả? Dạ. À, rồi chị gái. Rồi, em chào chị. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào bên nhà trai. Với lại chào mọi người. Nãy giờ mà hai bên nói chuyện á, thì em thấy bạn trai là cũng vui tính. Nhìn có vẻ hiền lành chân chất. Và thấy cũng có sự nhiệt tình. Em nghĩ là nên cho nhau cơ hội. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai Hiếu đi dài Hiếu ơi. Dạ em đi với cô em gái cũng là người khách hàng. À. Em là khách hàng của công ty cô ấy. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả. Thì hôm nay em tham gia chương trình này thì em thấy chị rất là dễ thương. Dạ. Em mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mình hẹn hò rồi sau đó mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi đơn giản thôi. Bây giờ quan trọng là hai người đó. Đúng rồi. Thôi. Mở rào. Tới luôn Hiếu ơi. Lớn tuổi rồi. Giờ là không còn cơ hội nữa đâu. Năm 2 cưới vợ liền luôn. Em chào em. Dạ em chào anh. Hôm qua chương trình đây là cái duyên. Anh tặng anh có món quà anh tặng em. Dạ em cũng gửi tặng anh món quà này. Anh có thể mở món quà ra. Tại món quà cũng khá là đặc biệt cho anh. Dành cho người đặc biệt trong chương trình đặc biệt ạ. Dạ, tấm thiệp này là tự tay em làm để cho cái kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Anh có thể đọc cái câu trong lời chúc của em trong đây cho các khán giả cùng nghe. Rồi trong đây còn có cái cuốn sách nữa nè. Dạ đúng rồi, một cuốn sách. Thì em là người vui vẻ và em cũng nghĩ anh là người vui vẻ nên em tặng cuốn sách để mình vui vẻ. Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt. Dạ, đó là lời gửi gắm của em dành cho anh. Cảm ơn. Thì em. Nếu chúng ta có duyên và có cho nhau cơ hội thì anh đồng ý thì em sẽ nguyện trở thành cái người đặc biệt đó cha. Hay quá. Cô gái bản lĩnh. Đây là món quà tự tay anh làm. Em có thể mở ra xem. Dạ, cũng tự tay luôn. Dạ, đây là một chiếc ví làm tay của anh. Dạ, rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Khi anh làm cái bóp chìa khóa này á, là khi em đi xe em gắn chìa khóa vô em đi, em sẽ nhớ đến anh. Dạ. Còn một ý nữa thì là anh nghĩ rằng lát nữa anh sẽ nói. Dạ, em sẽ chờ anh. Thôi, hai bạn ngồi ghế đi. Chúng ta đối diện nhau để trò chuyện nào. Thì theo em thì thời gian bao lâu em cảm thấy là đủ để em tin tưởng và kết hôn? Dạ, thực ra thời gian thì em nghĩ đó không phải là yếu tố quyết định. Tại vì sẽ có những người rất là ngắn, gặp nhau, có cảm xúc với nhau. Giống như anh nói, chân tình nó tới thì mình sẽ quyết định. Cũng có những trường hợp mình có thể quen dài nhưng rồi mình vẫn không cảm nhận được chân tình của họ thì mình sẽ không đến. Thì đó là cái sự chân tình. Mình khi cảm thấy mình cảm nhận được cái chân tình của người đối diện thì đó là cái đúng thời điểm đó mình quyết định mình nên kết hôn. Dạ. Còn mà theo như suy nghĩ của em thôi, về người phụ nữ khi làm dâu á, theo cái cảm nhận em suy nghĩ như thế nào với khi mà người phụ nữ đã phải làm dâu? Dạ,
về làm dâu á thì em nghĩ đó là đạo, đạo hiếu. Tại vì người phụ nữ khi mà lấy chồng thì phải làm dâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ của mình, cha mẹ đã có công sinh người, cái người đàn ông ra để yêu thương mình, thì mình phải yêu người đàn ông đó và yêu cả cái cha mẹ của người đàn ông đó và cả gia đình của họ. Thì đó mới là đạo hiếu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thật ra có thêm cha mẹ nữa và có thể được ở chung với cha mẹ chồng, có thêm một gia đình nữa, thì đó lại là một phúc phần của người con gái, thì rất là hân hoan để tiếp nhận điều đó. Trời ơi, anh đồng quan điểm với em. Đấy, thực sự thì khéo quá. Anh đồng quan điểm với em. Thực sự thì anh hiện đang ở với ba mẹ. Ba mẹ anh năm nay cũng ngoài 80, cho nên anh rất hiểu được cái đồng cảm khi mình được phúc chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Khi anh hỏi em như vậy, em có cảm nhận anh là người gia trưởng không? Dạ không, anh không gia trưởng, nhưng mà em cảm nhận anh là người có hiếu và rất là sống, rất là có tình cảm. Khi có tình cảm thì anh mới đặt cái vấn đề tình cảm, vấn đề cha mẹ, vấn đề anh em với cái người đối diện của mình. Thì em rất là cảm mến cái người sống tình cảm như vậy. Hồi nãy anh thấy em có cảm xúc muốn khóc, anh cũng có một cái cảm xúc. Dạ, tại vì nói với cha mẹ cái mình thương cho mẹ mình nên mình cũng xúc động. Ba mẹ em xin lỗi, bao năm nay? Dạ cũng hơi 60 rồi anh. Dạ. Cảm ơn em. Con ai mà khôn khéo quá. Đó, con tôi của cô gái áo tím. Hả? Con của cô gái áo tím ngồi ở dưới đó à. Đâu? À con cô hả? Dạ. Trời, nãy giờ không giới thiệu có ba mẹ ngồi đây. Trời ơi, gái nó khéo quá. Nhà trai tôi chịu lắm luôn rồi đó. Tôi mà tôi đứng về phía ông Hiếu là tôi chịu liền luôn á. Cảm ơn anh Linh. Hiếu ơi, Hiếu tới nắm tay cô gái một cái đi. Dạ, cảm ơn. Đó, đến gần nhau giao lưu về cảm xúc chút xíu, nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt đó. Bây giờ mình nói chút xíu về tương lai. Thí dụ nếu như Hiếu là chồng cô gái ấy thì Hiếu sẽ làm gì với gia đình? Và ngược lại, nếu cô ấy là vợ của anh đứng trước mặt thì mình sẽ làm gì cho gia đình? Khi mà anh với em gặp nhau là cái duyên, thì mình có thể cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Và nếu như mà mình đến với nhau thì anh nghĩ rằng cái việc mà trách nhiệm của người chồng và như thế nào đó thì em không cần phải bận tâm, bởi vì anh rất là trách nhiệm. Còn em thấy như sao? Dạ thì nếu em là một người vợ, một người mẹ thì em sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực để người chồng, người cha và người con khi trở về nhà cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời. Cảm ơn em. Dạ. Anh rất trân trọng. Dạ. Quan điểm về con trai con gái đầu lòng thế nào, người nào thích cái gì? Em thấy nói tuổi nhau biết luôn. Em thấy có như thế nào về suy nghĩ về của em? Dạ thì 71 thì em nghĩ bình thường không có gì. Em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Dạ quan điểm của em luôn thẳng, cái này em nói rất là thẳng, tại vì cũng có rất nhiều người em con này thì em nói là con trai con gái không quan trọng, quan trọng là người con nó như thế nào và chúng ta nuôi dạy người con nó như thế nào, có trở thành người có ích cho xã hội và trở thành người con hiếu thuận hay không, đó mới là vấn đề. Bây giờ anh Hiếu hát một cái bài thể hiện tài lẻ của mình đi, để thuyết phục cô gái đi. Thật ra thì anh không có thường xuyên phải hát, ít hát lắm. Nhưng mà được khi nghe những bài hát á thì có mình có đồng cảm trong cái ca từ. Dạ. Yeah. Anh không có nhớ hết, nhưng mà anh chỉ đọc thôi. Cái ca từ của cái bài khác hát Khúc Thì Du á. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao tay anh nóng, vì sao môi anh run. Dạ. Yeah. Và vì sao. Dạ. Yeah. Anh chỉ nói đơn giản thôi, thì anh rất là đơn giản, không cầu kỳ. Dạ. Yeah. Sau cái nắm tay rồi, chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau, không nhìn đâu hết, để chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Cứ nhìn thẳng mắt nhau, nhìn 30 giây đi các bạn. Đó. Anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Nhìn thẳng vào nhau, rồi về ghế ngồi. Vậy thôi, đủ rồi đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có quyền đưa ra quyết định cho riêng mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chính thức ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Hôm nay có ba mẹ của em gái. Hiếu nói gì đi. Xin phép hai người lớn cho tụi mình quen nhau ha. Con chào cô chú. Hôm nay là cái gì cái duyên con biết được em đó ở trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì cũng là đã hứa hẹn với nhau trong vấn đề hẹn hò, thì mong rằng cô chú cho phép và tạo cơ hội cho con được tìm hiểu em. Con hứa gì đó. Còn về cuộc sống thì cô chú cứ yên tâm, bởi vì con là rất là chân thành và rất là nhiệt huyết trong công việc cũng như là trách nhiệm.
cho nên thực sự là cứ yên tâm, không phải lo. Yên tâm cô chú ha. Cô chỉ yên tâm gật đầu rồi đó. Rồi bây giờ xin phép cô chú đặt một nụ hôn đầu tiên. Bao nhiêu năm rồi đó? Anh có phải hôn tay? À, con xin phép cô chú cho con là được hôn em. Em đồng ý hả? Dạ. Anh muốn hôn má em. Đó. Rất bản lĩnh. Mai mốt mình người nam nói dễ có thiếu từ lắm. Dạ. Mình anh muốn hôn vào má em. Em hiểu. Nhiều khi mình nói người ta hiểu lầm đó. Anh muốn hôn má em. Cảm ơn anh Linh. Run quá. Dạ. Cảm ơn. Thật ra một cặp đôi rất là hợp lý với nhau đó. Năm nay 31 tuổi, quê ở An Giang, nghề nghiệp từ kỹ sư xây dựng, đang làm ở Vũng Tàu. Hết rồi. Chị cá đề cá. Rồi anh làm kỹ sư xây dựng ở Vũng Tàu đúng không anh ơi? Đúng ạ. À, quê của mình là ở An Giang hả anh? An Phú, An Giang. À, An Giang. Rồi, à, mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của tình trường mình xíu anh ha. Cái này là cho tôi nói là cái sinh hoạt mỗi ngày được không? Không, tôi không biết là điểm mạnh hay điểm yếu mà tôi nói là cái sinh hoạt mỗi ngày. Rồi, anh cứ nói đi ạ. Thế đúng cà phê một ngày hai buổi. Cà phê nước đá ít, không đường. À, thích uống cà phê. Rồi. Nước đá còn ít đá không đường. Ừ. Rồi còn gì nữa? Thích đi làm là đi bộ chứ không chạy xe. Nhưng mà có xe không mà đi bộ? Xe có nhưng mà không thích chạy. Sao kỳ vậy? Lý do nè. Đi bộ tập thể dục. À. Là nhà anh gần công trường luôn hay sao? Đúng rồi, từ nhà trọ đến công trường là khoảng 500m. À thì đúng rồi, đi bộ thì nó khỏe. Rồi còn gì nữa nè? À, ăn uống là ngày hai chén cơm một chén canh. Nhưng mà tự nấu hay là ai nấu? À, đặt bên ngoài nấu. Đặt bên ngoài nấu hả? Nhưng mà mình biết nấu không? Không, nấu những món sơ sơ à. Đâu món sơ sơ, món nào kể em nghe. Canh bí đao, bí gợ, cơm trắng, chiên hợp vịt. Rồi mấy món vậy thôi hả? Thịt kho biết không? Không. Không hả? À. Rồi điểm yếu của mình là gì? Ví dụ như những cái nhược điểm, những cái tật xấu của mình là gì? Cho em nói hết đi, cho em nói hết đi. Ừ rồi thôi nói hết đi. Còn vấn đề mà gọi là giao lưu ngoại giao á. Ừ. Uống hai chai bia rồi nghỉ ngồi nói chuyện. À, uống hai chai thôi. Quan trọng của mình nhất là phải biết kiểm soát được hành vi của mình. Ừ, rồi, ok. Còn gì nữa không? Về vấn đề sinh lý. Rồi, vấn đề sinh lý sao? Kể luôn. Ứng dụng khoa học vào, ví dụ như độ tuổi của em thì 31 tuổi thì trong 2 tuần thì tiến hành chỉ được 7 lần thôi. Cái gì? 2 tuần mà 7 lần thôi. Đó là ứng dụng khoa học vào. Ừ rồi, ứng dụng khoa học vào. Đó là đi học không có quy định mà. Ừ. Một tuần bao nhiêu? Nhưng mà mình hợp tác với ai? Mình cũng phải có đối tượng chứ. Đúng không? Mình cũng phải có đối tượng để mình làm những thực hiện những cái việc mà sinh lý đó chứ đâu ai tự nhiên cái khi không mình có một mình. Cái vấn đề đó nếu như mình triệt tiêu luôn cũng được, trong tư tưởng đâu có cần có nhất thiết đó, mình kiểm soát được mà. À rồi ok, tiếp tục còn gì nữa không? Thích là cởi mở thân thiện. Ừ rồi, nãy giờ thấy cũng cởi mở rồi đó, rồi gì nữa? Rồi ăn để uống. Ăn uống sinh lý luôn rồi đó. Rồi còn gì nữa không? Để nhớ rồi. Rồi không nhớ đi. Rồi bây giờ ngược lại điểm yếu tật xấu. Cái gì của mình, cái gì mà mình cảm thấy mình xấu nhất?
Thì nói chung là có công việc, có đó là sinh hoạt mỗi ngày tôi kể luôn rồi đó. Là cái đó là có thể là bao hàm giữa tiêu cực và tích cực luôn rồi đó. Trời, cái nào là tiêu cực? Nãy giờ anh kể là em thấy là nó cũng tích cực chứ chưa có tiêu cực nè. Bây giờ tiêu cực là ví dụ tính tình của anh có nóng tính hay không? Anh có keo kiệt hay không? Hay là anh có cái gì hay không? Chứ em thấy là nãy giờ anh kể là toàn là điểm mạnh của anh thôi đó. Chỉ có điểm yếu là hả, biết nấu ăn sơ sơ à. Rồi chung thì nói về vấn đề mà em đi không biết, nhưng mà mình thích là khi mà xác định đối tượng nó rồi được á, không ở là mình sẽ thanh toán trước. Thanh toán trước là sao? Thanh toán cho người đó luôn. Thanh toán người đó là sao? Là ví dụ đi ăn là trả tiền hay là như thế nào, hàng tháng cho tiền ta hay sao? Nói chung cà phê hay đi ăn uống gì đó, nói trời bữa nay tôi bao anh. Dạ, nói như thôi. Là sao, là anh sẽ bao người ta hả? Hay là người ta bao anh? Nói chung là mình bao trước, rồi người ta coi được thì người ta sẽ bao lại sau khi mà có dịp mà qua lại á. À, là mình sẽ bao trước người ta đúng không? Còn ví dụ người ta con gái mà đi ăn uống thì ví dụ con trai mình bao luôn cũng được không? Hay là phải đợi người ta bao lại? Vấn đề đó nói chung là đồng đâu có nhất thiết phải đi sâu mà. Nó không cần phải mở lời. Cái vấn đề đó thì tôi sẽ là người chủ động vấn đề giải quyết luôn. Ờ, rồi ngon. Rồi. Tiếp tục. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Ngủ có ngáy không? Có sợ con gì không? Có sợ ma gì không? Không. Không, không sợ gì hết. Rồi, chuyển qua tình trường đi. Anh có mấy mối tình rồi, lý do vì sao? Lý do vì sao? Anh chia tay. Trải qua ba mối tình. Lý do là chung là làm xây dựng là khoảng cách quãng đường là thực tế. Còn mà nói về vấn đề ba mối tình đó thì theo tôi thì đánh giá là đẹp, biết ơn và xin khép lại quá khứ. Và chỉ là thực hiện trong hiện tại và kế hoạch trong tương lai. Rồi. Là cái đó là anh muốn, không muốn như vậy. Nhưng mà anh trải qua là mấy mối tình, mà mấy mối tình đó là sao anh chia tay? Thì đó, đó lý do đó là khoảng cách về quãng đường. Thì đó, có một cái đó là một mối, còn một mối mấy mối khác thì sao? Anh có mấy mối tình nè? Ba mối, rồi mối thứ nhất do khoảng cách, rồi mối thứ hai, mối thứ ba là sao? Cũng do khoảng cách quãng đường. Đâu, anh ở Vũng Tàu người ta ở đâu mà do khoảng cách khoảng đường đâu nè? Hiện tại là tôi là em đang ở Vũng Tàu là được hai, là tính cuối tháng này là được 76 ngày. Ờ. Đầu tháng tôi sẽ chuyển, em sẽ chuyển về là Đức Hòa Long An. Nhưng à, là đi liên tục vậy hả? Không, mà chuyển hẳn gì đó luôn, chuyển hẳn gì đó làm công tác luôn. Nhưng mà mình có xác định là ở Long An làm việc không nè? À, kế hoạch của tôi á, cũng như tương lai là tôi sẽ làm ở khu vực ở thành phố và hoặc là lân cận ở thành phố. Ừ, rồi vậy là bây giờ xác định là tìm bạn gái là phải lân cận khu vực đó nha. Chứ mà ở xa quá thì lại nói do khoảng cách nữa. Đúng. Rồi cái người thứ nhất anh quen ở đâu? Ở thời sinh viên thì bạn đó là học lực trường đại học Cần Thơ. Bạn đó quê ở Châu Phú, An Giang. À. Quê Châu Phú, An Giang cùng quê với mình luôn, làm sao mình không tiến tới mà mình chia tay? Thì cũng nói là trong quá trình đi làm thì đó là khoảng cách quãng đường đó. Ừ, cho khoảng cách thôi. Xong rồi cái quen bao nhiêu lâu chia tay? Được 3 năm, từ 2010. Wow. 2016. Rồi, quen được 3 năm luôn. Rồi, mối tình thứ hai thì mấy quen mấy năm? Được 1 năm. À, là cô đó ở đâu mà cũng đâu khoảng cách vậy? Đó là ở Phước Long, Bạc Liêu. Giá à. Gai, Giá Gai, Bạc Liêu. Ừ. Rồi tỷ, rồi người thứ ba là ở đâu? Ở là bạn học chung phổ thông. Bạn đó thì là có trình độ là thạc sĩ, là đang dạy ở trường Võ Thị Sáu Châu Đốc á. À, ba cô nào cũng ở xa luôn. Đúng. Rồi sao không rút kinh nghiệm từ cô thứ nhất, cô thứ hai qua cô thứ ba, quen gần gần thôi, người quen xa quá trời. Thì bây giờ đó là rút kinh nghiệm hay sao nè, em sẽ rút về là làm việc ở khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là lân cận ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh được đúng không? Okay. Không, mà Tây Ninh chắc không đi rồi, chỉ đi ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An này kia thôi. Rồi, ok, ưu tiên mấy khu vực đó. Rồi,
mẫu người anh mong muốn thì như thế nào nè, ngoại hình ra làm sao, công việc ra làm sao, tuổi tác như thế nào? Nói về hình thì phải là gọn gàng sạch sẽ, không cần thơm thôi, không cần thơm tho. Gọn gàng sạch sẽ thôi mà không cần thơm tho. Rồi ok duyệt. Rồi đầu tóc thì phải gọn gàng, nói chung kiểu giống như cô gái mà có mái tóc đuôi gà vậy đó, phải gọn gàng thì mặt nó tắt đổ chút. Ừ, là phải cột lên. Rồi còn gì nữa không? Là cô gái nó cắt tóc ngang vai vậy đó, ngang vai vậy nè, nhìn nó trẻ trung năng động. Rồi còn gì nữa không nè? Cách ăn mặc thì theo hoàn cảnh, nhưng mà ưu tiên cái đầu tiên là mình thấy mặt sao mà thấy thoải mái nhất là ưu tiên số 1. Dạ, mặt sexy xíu được không? Thấy mặt sao mà thấy thoải mái nhất là được. Ờ, mặt sexy xíu là được đúng không? Rồi được rồi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán có rồi, tuổi tác bạn gái thì như thế nào, lớn hơn anh được không? Dao động là khoảng từ 30 đến 35. Rồi 30 đến 35. Rồi còn gì nữa? Thì nghề nghiệp thì cũng có nêu với chương trình này đó, là một là sĩ quan chuyên nghiệp, hai là chiến sĩ công an, ba là giảng viên đại học. Là chỉ quen ba đối tượng đó thôi. Đúng rồi. Ví dụ nhân viên văn phòng cũng quen. Ủa, công an là bên tụi em hả, không gì ít lắm nha anh nha. Còn sĩ quan chuyên nghiệp là phải vô quân đội. Ý, anh nghĩ đi, mấy cái chị mà bằng tuổi anh thì người ta có gia đình hết rồi, mình có thể mở rộng hơn ra cái khác được không? Không. Không luôn. Đúng. Anh ơi, anh cần hiểu như thế này nè, chương trình mình á, nếu mà làm các cái chương trình mà dành cho quân đội hay sĩ quan á, rất là khó khăn, tại vì phải xin cái cơ quan rồi, cho nên hiện tại là không có, nói thẳng với anh luôn là như vậy. Còn hả, có thì cũng sẽ là những cái đối tượng mà họ tham gia với những cái tiêu chí khá là cao, họ yêu cầu rất là cao đó, những cái cô rất còn trẻ và rất là đó, thì mình có thể mình đưa ra những cái tiêu chí, có nghĩa là lên chương trình thì mình cứ cởi mở một cái người, ví dụ như công việc ổn định hoặc nhân viên văn phòng thì cũng có thể phù hợp rồi đó. Nhưng mà đó là một cái đòn bẩy giúp cho anh, tại vì những cái người sĩ quan đó, có những người họ rất là muốn tham gia nhưng bởi vì thủ trưởng không cho tham gia, chứ không phải là họ không tham gia, tại vì họ làm trong cơ quan chính quyền nhà nước thì phải được cái sự mà đề duyệt ở trên, nên là rất là nhiều bạn đăng ký chương trình nhưng mà để kêu mà đi tham gia thì phải xin phép ở trên, thì ở trên người ta không cho, người ta không muốn là đưa đơn vị người ta lên đó, nó khổ là như vậy. Hai đối tượng này, bây giờ đối tượng là giảng viên đại học hoặc là một đối tượng là con chuyên nghiên cứu học. Bây giờ giảng viên đại học thì bây giờ họ không phải là giảng viên đại học nhưng mà họ có bằng thạc sĩ này kia thì được không? Được. Nếu như mà có luôn cái người mà chuyên nghiên cứu về khoa học ấy thì càng tốt. Rồi ok, đó là những cái rồi mong muốn tiêu chí của mình ha. À, đương nhiên là bên phía nhà gái người ta cũng sẽ có những cái tiêu chí và chương trình sẽ dựa trên hai cái tiêu chí đó để mà cân đối lại với nhau ha. Thì nãy giờ nghe chia sẻ thì thấy mình cũng là một cái người rất là chân thành đó, thiệt tình chân thành, đây là những cái điểm mạnh của mình ha. Thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ trao đổi lại kỹ nội dung với mình hơn và sẽ tìm cho mình một cô gái phù hợp nhất ha, để tạo cơ hội để mình sẽ gặp nhau trong chương trình nha Cảnh. Rồi. Ừ, ok, cảm ơn Cảnh nhiều ha, có gì đợi thông tin từ chương trình nha. Rồi.